được gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh của Chúc Phương nha. Cả nhà ơi, thì hiện tại ở quê Phương đã cắt lúa xong hết trơn rồi cả nhà. Bây giờ là đã xả nước đi trong đồng rồi, lùa dịch chạy đồng về ăn đồng luôn rồi cả nhà. Thì nước hiện tại ở trên miếng ruộng xâm sắp rồi. Hôm nay Phương muốn mời cả nhà đi ra ngoài đồng với Phương để mà mình sẽ nôm bắt cá, xem thử hôm nay Phương sẽ bắt được loại cá gì khi mà mùa lúa đã gặt xong nha. Mời cả gia đình cùng đi với Phương nha. Ở đây có mấy con trâu nó đang ăn cỏ nữa nè cả nhà. Này thì con này là con nhé, trâu nhé cả nhà. Đây là một em nè, đó em bên đây là em nữa đang ăn cỏ. Tại gọi nó ơi, tại gọi nó ơi. Thôi. Nó đi lùa nó đi bật qua lần kia à. Đó, nó ăn cỏ đó. Dưới đầu dưới đang bơm nước thì nó cây mùa. Đây thì mình sẽ tát mình nhìn chỗ chuối nha. Nay kéo mấy con lính con đi uổng quá chừng luôn rồi. Cả nhà ơi, ở đây có chỗ chuối nè cả nhà. Như đây cả nhà thấy không? Ôi. Yeah. Ha cả nhà ơi. Đây thì nước cạn cả nhà dễ thấy hơn nè. Cái gì đây? Ôi cứ chơi cả nhà ơi. Chơi từ từ. Ai một em. Ôi con chơi trắng. Chơi trắng cả nhà. Ôi. À, em mới hàng được riêng nha. Ngon quá. Đây theo cái gọi quyền thoại của mình nữa. Đây cả nhà. Để mạnh nó xuống cuốn. Được chưa? Nó muốn gãy hình cái hôm rồi. Cái gì? Cái hôm cái nó mẹ nó gãy hình hôm con phải đè mạnh xuống dưới sình á. Đâu rồi ta? Bỏ thấy coi con trâu nấu không? Gãy không? Không biết. Mẹ nhìn vòng vòng con nha mẹ. Ừ. Nước hơi đục cả nhà.
Ý. Con máy đụng nữa cả nhà ơi. Nước nhiều quá mà cá nó lạ rồi. Nước thì cũng không nhiều mấy nhưng mà có con cá là nó đục cả nhà. Đục mình không thấy con cá. Chừng nó xuống dưới ba cây. Đây nè cả nhà. Dính hả? Dính rồi. Ôi trời trời. Chú tiêu rồi. Vòng vòng đó sau lưng con ấy. Trời ơi, cái nhà thấy nó bay như dèo 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 luôn á. Đây. Ồ. Cái nhà xem cái cô bự này cả nhà. Ui. Dạ có cái cô nè. Đó. Ngon quá. Em đang nghe nó cả nhà. Nhưng mà con này không phải con hồi nãy bay đâu cả nhà, con hồi nãy bay là con cá lóc quá. Sao không có gì ạ? Mẹ vô đi con khác nữa. Đi à. Đẻ cái hôm cái nó gãy hình hôm đó, coi chừng cái hôm bên kia nó trống đó. Ui. Trơn cả nhà. Dính rồi cả nhà. Đây nữa nha. Đây mình cho vô gọi luôn nha. Tiếc con cá hồi nãy nó bay cái bay luôn á cả nhà. Nó đâu rồi. Ôi, hốc vịt. Dạ. Tí nè, hốc vịt nè. Ôi. Một cái vịt cả nhà ơi. Nó còn đóng trình không luôn. Tại vì hôm nay đó cái vịt đồng về ăn rồi đó cả nhà. Cho nên là cái trứng nè, này để rớt ở trên đồng á. Chứ có khi thì nó đẻ trên bò mẫu nữa. Nhưng mà bò mẫu thì chủ vịt lụm mày. Và còn trên đồng. Trên đồng thì nhiều khi nó đẻ trên đồng thì miếng ruộng rộng á nên là đi không có thấy được. Mà thường cái trứng này á cả nhà thì vịt chạy đồng á sẽ đẻ giấc ban đêm, rồi con nào nó đẻ chậm á thì nó sẽ đẻ giấc ban ngày, khi sáng sáng lại lùa nó ra đồng á thì nó sẽ đẻ ngoài đồng, mà đa phần là nó đẻ trong chuồng giấc ban đêm cả nhà. Thu được một trứng thôi nha. Trước
biết sao nó xạ nó trên bờ nữa rồi. Cái con kia kia nữa nó lội ngang lội dọc luôn, không thấy đường luôn rồi. Tại vì cái này mình chủ yếu là mình nhìn nước đục quá cả nhà. À, rồi cái mình theo nước đục đó mình ngâm. Ê. Biết tình hình sao này. Nhiều khi á mình đi đá nước bạn cho cá chuối mà mấy con kiki này nó đi nó làm giùm mình luôn á. Đây một em nữa cả nhà ơi. Trời ơi, con nhận mệt xuống dưới mà, có không? Chưa để con kỹ lại ra. Chừng nó xuống dưới gà. Cái nơm của Phương có một cây bị gãy cả nhà. Con cá bé bé rồi nó theo đường gãy nó đi ra. Đi rồi mẹ ơi. Ra rồi hả? Ra rồi. Ê còn e nữa. Ở bên kia đang dí dịch giờ chạy hồng rồi đó. Bự hốc. Bự hơn em nãy nữa. Lặn quá lặn. Nhặn nha, nhặn cái cây hôm đó cho nó mịt xuống dưới á. Lấy gõ á, lấy con quả quốc cả thêm vô. Trơn quá trơn cả nha. Quả quốc cả ở ngoài, nhặn, nhặn mạnh xuống dưới đi. Chút nữa à. Trơn lắm cả nhà, tại nó bự hơn cả cái tay của Phương nữa. Ôi.
Vàng ơi con lượn đi. Vàng ơi đừng chạy nữa Vàng. Chạy hoài vậy Vàng. Vàng có chào cả nhà chưa? Vàng chào cả nhà chưa? Kìa kìa mẹ thấy chú ngay chỗ con chuồn chuồn á, chỗ cái ừ đúng rồi chỗ cùng cả đó. Chính thầy cả nhà một em luôn, một em cá lóc nữa cả nhà. Ôi mình mong toàn là nước không mà Phương cũng giống khoe. Này chắc cá nhỏ quá cả nhà ơi. Này hơi nhỏ rồi. Cái nó quặn hơi nhỏ. Dính luôn cả nhà. Cái gô cả nhà. Không xách vỏ theo không? Xách vỏ theo. Dưới đây khúc nước sâu nè. Cái nôm nó nửa hôm luôn thấy không? Nãy giờ là Phương đánh một vòng cung luôn á cả nhà. Cả nhà xem mà Phương đi nãy giờ nè. Này Phương đánh ha. Ở cái đường gì đó hạ xuống. Đầu tiên mình bắt được cú cuốc rồi đó. Đi dọc theo cái mí này. Đi dài xuống dưới đây. Xong rồi vòng qua. Xong vòng qua bên này đó nha. Dạ được nói rồi cả nhà ơi. Đi lên nha. Nãy giờ mình lo quay không à. Mình không nói chuyện với nó vô rồi. Ôi lên đây lên gò. Dạ. Cái gò ếch mẹ ơi. Hả? Cái gò ếch. Phải không? Đúng rồi. Ê, ơi cái khăn cạn này coi chừng mình đặt ấy được kìa Phương. Dạ. Mình đặt lợp được không? Mình bôi cục đất đó. Không. Bây giờ là bây giờ đang hội nè. Chắc là lên cái gò này hội nè. Nó hội nè. Nó bắt cặp đó ra nhà. Tại vì cái chuyền hồi nãy là chuyền lung là mình đi năm cá đó. Lên đây gò nè. Nhà xem thành quả với Phương nha.
ra để phân lụm cái trứng ra cái. Có con cá chê nữa. Cái này sảy cũng nhiều lắm luôn á, cái nhà cứ lại nôm rồi cái nó kiểu như cái nôm của Phương nè, để Phương cho cái nhà xem cây cái hôm gãy. Nè cả nhà. Bị gãy hết cây này nè cả nhà. Gãy hết một mắt nè. Cái bự bự. Cá lóc to. Hết cả nhà ơi. Con cá chê nữa cả nhà. Cả nhà xem cá lóc nè. Ngon ghê hả? Chê nữa. Chê quá vậy luôn cả nhà. Được à, 3 con cá lóc, 1 con cá chê với mấy con cá rô cả nhà. Trái lại cái nó xuống phía dưới á. Cái gì vậy? Ờ con đen nó kêu Phương nghe rồi. Ơi con ấy sao chết? Hả? Con câu. Gì đó? Vịt non. Hả? Vịt non đấu nè. Kìa 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 kìa. Ê ơi. Ôi trứng non cả nhà ơi, nó to đùng luôn. Ôi cả nhà xem là nó ở dưới nước không tới này á, cái nó bị thông đồng cả nhà. Trời ơi sao trứng này nó bự dữ vậy, mẹ trứng trứng ngỏng luôn á trời. Con vịt đó vịt bự. Đúng rồi. Để thôi còn nước luôn cả nhà. Nó đẻ dưới nước á, giống như nở vậy đó. Bơm nước ra cái bắt đầu nó bị nó nổi nó ấy lên đó, nó cạn cái bắt đầu mình. Ôi, đang trứng rồi nè. À? Ôi dạ. Ôi nó đóng trịnh hết trơn luôn. Dạ xem nè. Này nha. Đó. Ha. Ừ. Ba trứng à. Cái nãy trứng nó là con 4 trứng rồi. À. Nãy lại cái con gấu con gấu nó lại nó ăn hột quá vậy kìa. Tại hột ngon á. Bể chưa? Đây nó cắn cho bể rồi đó. Hay là hột hột mà già là nó tha đem về đó cả nhà. Nó vừa ngậm luôn cái miệng nó tính tha rồi đó. Ừ. Cái bể cứ bụp luôn. Bụp luôn. Hải Vân được 4 trứng cả nhà ơi. Trứng non này mình phải cầm ở ngoài, mình không có bỏ vô gọ được đâu. Hai vợ Phương cũng vô nha. Cảm ơn cả nhà hôm nay đã dành thời gian đi ra đồng cùng với Phương. Cả nhà xem đến đây thì cho Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương có thêm nhiều động lực cho những chuyến đi kế tiếp nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại vào lần sau. Bye bye.